miền Bắc này thôi ít gặp phay nước lắm, dân toàn chỉ có miền Trung người ta đi phay. Dàn phay Kobashi 2m45 lắp cho con máy răng Mai FX 393 đang test. Rồi cái này càng nước càng ngon. Đấy, vừa dưới nhau, dưới đấy nếu mà đi ngã luôn. Vâng. Đâu rồi? Bằng thế nhỉ? Thế thôi á? Ô hay. Kéo được không vừa nó cái nát đất không. Thế thế này chú thấy ok chưa? Vâng. Hai đường lên bờ luôn anh em ạ. Chưa kịp có khán giả vào xem. Phát hờn cả lên. Vâng vâng.